vừa tạo ra hồi nãy. Ta bấm chuột trái lên đó. Thì chúng ta thấy là cái đối tượng của chúng ta đã hiện ra cái khối bao đó, ban đầu là cái khối hình hộp. Thì chúng ta thấy là nó là đối xứng ở phía bên kia và chúng ta chỉ cần click OK. Rồi tôi lại có thể làm cái chuyện tương ứng là tôi fillet hai cái đối tượng ở đây, hai cái bán kính để tạo cái bán kính đó. Chúng ta lại thấy là phía trên chúng ta có fillet. Chúng ta làm chuyện này rất là quen thuộc rồi. Chúng ta rê chuột, chọn hai cái đối tượng đó và chúng ta click OK. Như vậy chúng ta có một cái khối. Và chúng ta trong trường hợp này chúng ta có thể tiếp chuột phải chọn đo để kết thúc và chúng ta giấu cái mặt phẳng đó. Nhưng chúng ta còn dùng cái mặt phẳng làm việc đó, mặt phẳng đối xứng đó trong một cái để đối xứng hai cái lỗ mà chúng ta tạo trên hai cái mặt trụ, đồng tâm với hai cái mặt trụ mà chúng ta mới vừa làm ra, qua cái mặt phẳng đó một lần nữa trước khi chúng ta cắt nó đi. Thì quý vị thấy rằng ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta lại tiếp tục đẩy chuột lên phía trên, rê cái thanh trường lên phía trên, chúng ta chọn hold. Chúng ta click vào hold. Thì chúng ta chọn trong trường hợp này chúng ta sẽ chọn là bấm cái mũi tên trải xuống, chúng ta chọn là concentric, tức là đồng tâm. Chúng ta chọn cái tùy chọn, chọn cái cách mà chúng ta xác định cái vị trí, cái điểm đặt của cái hole đó chính là concentric. Và chúng ta thấy rằng cái nút plane này chúng ta rê chuột lên cái mặt phẳng plane ở đây, chúng ta click chuột để xác định rằng cái lỗ đó được xác định trên cái, được đặt trên cái mặt phẳng đó. Và chúng ta thấy rằng inventor nhắc chúng ta là concentric reference. Thì chúng ta lại rê chuột xuống dưới, chúng ta chỉ là cái mặt phẳng mà nó sẽ đồng tâm với để nó làm tham chiếu cho cái lỗ đó, chính là cái mặt trụ đó. Và trong trường hợp này cái lỗ này chúng ta có thể chọn là rule và chúng ta apply. Nhưng chúng ta thấy cái lỗ này nó hơi lớn, tôi click down. Và chúng ta thấy rằng cái lỗ đó chúng ta có thể chỉnh nó lại được bằng cách là chúng ta rê chuột trái xuống phía dưới. Chúng ta thấy cái hole lúc này xuất hiện ở đây. Chúng ta click chuột phải. Chúng ta chọn cái edit feature trên cái trình đơn cảm ứng mà nó hiện ra ở đó, chúng ta sửa lại cái thông số đó. Ở đây chúng ta thấy cái inventor cho chúng ta hiện ra là 18 mm, tôi có thể sửa lại khoảng 12 mm thôi. Và như vậy thì tôi click OK để kết thúc quá trình tạo ra cái lỗ đó trong không gian 3 chiều. Và bây giờ chúng ta có thể đối xứng cái lỗ đó sang bên tay trái, tay phải của màn hình, bên cái khối bên kia bằng cách dùng cái quật len ở phía dưới này. Thì quý vị sẽ thấy rằng chúng ta làm bằng cách này đơn giản thôi. Chúng ta làm giống như hồi nãy, chúng ta chọn cái gọi là chúng ta rê chuột xuống phía dưới, chúng ta chọn Mirror Feature một lần nữa. Chúng ta click vào đó. Và chúng ta chỉ cái feature mà chúng ta, những cái thuộc tính mà chúng ta cần phải đối xứng, chúng ta chọn cái feature là cái mặt này. Chúng ta rê chuột lên cái mặt phẳng đó, lên cái mặt trụ đó, xin lỗi. Và chúng ta click chuột trái để chọn cái mặt trụ đó là cái mặt trụ mà chúng ta sẽ đối xứng sang bên kia. Đó chính là cái lỗ phía đối diện. Và chúng ta chọn Mirror Plane, chỉ cái mặt đối xứng cho nó. Chúng ta chọn lại cái mặt plane mà chúng ta mới vừa tạo luôn phía trước. Và click vào đó. Chúng ta thấy cái hole đã được xuất hiện ở bên phía bên tay phải của cái khối đó và chúng ta click OK. Tức thì với cái khối đó chúng ta tạo ra, chúng ta thấy rằng rất là dễ dàng. Chúng ta thấy cái tính chất đó. Bây giờ nếu quý vị thấy rằng chúng ta không còn sử dụng mặt phẳng này nữa thì chúng ta có thể giấu cái mặt phẳng đó đi bằng cách chúng ta rê chuột lên trên cái mặt phẳng đó. Chúng ta click chuột phải và chúng ta chọn là chúng ta rê chuột lên, chúng ta click chuột phải và chúng ta tắt cái đặc tính hiển thị của nó. Bỏ cái dấu duyệt visibility, chúng ta bỏ chỗ đó. Thì cái đối tượng của chúng ta đã được tạo ra rồi. Đã giấu được cái mặt phẳng đó rồi. Bây giờ chuyện còn lại là chúng ta sẽ làm tiếp hai cái lỗ hình chữ nhật xuyên từ đối tượng này, xuyên qua toàn đối tượng để kết thúc cái quá trình vẽ của cái khối đó. Thì quý vị thấy rằng qua những cái lệnh, những thao tác phía trên thì chúng ta đã làm cái chuyện là chúng ta minh họa cho cái Mirror Feature là một cái lệnh mà chúng ta nhằm đối xứng các cái thuộc tính, các cái tính chất của đối tượng qua cái phía bên những cái phần khác mà chúng ta không cần phải tốn công để dựng lại. Thế bây giờ tôi sẽ làm cái một cái chúng ta sẽ bỏ một cái phần vật liệu ở cái dạng ở bên phía bên tay trái của màn hình, sau đó chúng ta lại tiếp tục đối xứng. Chúng ta click chuột phải, chúng ta chọn Don và chúng ta click chuột phải, chúng ta chọn New Cat để vẽ cái phác thảo đó.
cái địa điểm bấm cái new guest đó chúng ta chỉ lên đối tượng của chúng ta, chọn trên cái mặt phẳng phía trên, chúng ta kích chuột trái vào đó và chúng ta lại quay cái mặt phẳng làm việc đó về mặt phẳng màn hình, cái mặt phẳng mà chúng ta vừa chọn xong. Trong trường hợp này thì cái mặt phẳng làm việc là mặt trên. Chúng ta thấy rằng chúng ta không cần tạo quật len gì, cái mặt phẳng trên này đã được xác định rồi. Vậy chúng ta có thể vẽ một cái hình chữ nhật bằng cách là chúng ta rê chuột sang trái, chúng ta vẽ một hình chữ nhật bằng cách xác định hai điểm đối diện. Chúng ta click vào đó và chúng ta vẽ một cái hình chữ nhật. Bây giờ thì chúng ta hình chữ nhật thì chúng ta không cần ràng buộc hình học, chúng ta chỉ ràng buộc kích thước thôi để cho đúng kích thước, và chúng ta click chuột phải, chúng ta chọn Node để chấm dứt cái lệnh vẽ đó. Sau đó chúng ta lại di chuột lên phía trên, chọn vào cái ràng buộc kích thước, chúng ta General Dimension, chúng ta chọn cái đối tượng mà chúng ta đang muốn. Giả sử trong trường hợp này tôi muốn làm một cái hình vuông cho nên là mỗi cạnh là 20mm chẳng hạn. Chúng ta chọn 20. Chúng ta chọn cái cạnh bên này cũng là 20. Và chúng ta thấy rằng cái khoảng cách từ để định được vị trí này thì chúng ta nói là chúng ta có thể click chuột vào hai cái cạnh mà chúng ta mong muốn đó. Chúng ta có thể di dời đối tượng để trong trường hợp này chúng ta cho là 10mm. Quý vị không có gì phải, chúng ta trong cái quá trình làm bài tập thì chúng ta không cần phải ràng buộc là cái thứ này quá chính xác. Và chúng ta thấy rằng ở đây tôi sẽ ràng buộc đối tượng là 10mm để định được cái vị trí đó. Chúng ta hoàn toàn sửa được cái dạng này nếu mà chúng ta thích ở cuối cái quá trình tạo của đối tượng của chúng ta. Và chúng ta lại như vậy thì ràng buộc hình học xong rồi, ràng buộc kích thước xong, vị trí chính xác thì chúng ta đã ràng buộc xong rồi, thì bây giờ chúng ta click chuột phải chọn Node để chấm dứt cái quá trình vẽ phác thảo đó. Quý vị thấy rằng chúng ta lại chọn bấm chuột phải chọn Finish Sketch. Bây giờ cái biên dạng của chúng ta trong không gian 3 chiều, chúng ta quay xem trong không gian 3 chiều đó, cái biên dạng đó. Và quý vị thấy rằng chúng ta sẽ bỏ phần phía dưới bằng cái lệnh extrude, chúng ta di dời qua sang bên tay trái, chúng ta chọn lệnh extrude, chúng ta bấm vào đó. Sau đó chúng ta lại chọn cái profile, chúng ta thấy là profile ở đây, chúng ta di dời chuột lên chính cái profile đó. Chúng ta click chuột thì cái vùng không gian để sẽ giới hạn bởi cái biên dạng đó đã được đổi sang một cái màu khác. Và bây giờ chúng ta chọn cái tính năng là cut, tức là chúng ta cắt. Chúng ta chọn cut và chúng ta quyết định xem cái hướng và cũng như là cái bề sâu cắt là bao nhiêu. Thì trong trường hợp này chúng ta bấm vào mũi tên chút xuống bên tay trái của chữ distance đó, chúng ta chọn all, tức là cái khối của chúng ta biên dạng nó sẽ cắt qua toàn bộ cái khối đó. Và cái hướng mà chúng ta thấy thì ở đây mentor đã hướng cái mũi tên xuống dưới, chúng ta có thể đảo chiều được và chúng ta chọn ok. Như vậy thì cái khối đó đã được cắt xuyên suốt bằng cái biên dạng mà chúng ta mong muốn. Bây giờ chúng ta sẽ làm một lần nữa để đối xứng cái khối đó sang bên tay phải cái khối màn hình của chúng ta. Chúng ta click chuột phải chọn Node và chúng ta tạo một cái mặt phẳng làm việc bằng cách chúng ta di dời xuống dưới, chúng ta làm cái quật len giống hồi nãy. Chúng ta click vào quật len, chúng ta lại di chuột lên trên cái cạnh nào đó, cạnh phía trên. Chúng ta thấy ở trung điểm là chúng ta click đôi vào trong cái trung điểm đó thì chúng ta thấy mặt phẳng làm việc làm ở đây. Và bây giờ thì sao? Chúng ta sẽ đối xứng cái đối tượng đó, cái tính chất đó qua bên cái thuộc tính nó qua phía bên kia của cái mặt phẳng làm việc. Chúng ta chọn di chuột lên phía trên, chúng ta chọn Mirror Feature. Chúng ta bấm vào Mirror Feature và chúng ta chọn cái feature trước. Chúng ta sẽ chọn di chuột phía dưới, chúng ta chọn cái biên dạng cái lỗ mà chúng ta vừa tạo ra, cái lỗ chữ nhật đó. Và sau đó chúng ta di chuột phía trên, chúng ta bấm vào Mirror Plane. Chúng ta chọn vào cái mặt phẳng làm việc ở đây, bấm vào mặt phẳng làm việc đó thì chúng ta thấy rằng cái lỗ đó bắt đầu nó xuất hiện cái khối ở bên kia và chúng ta click OK. Thế thì chúng ta sẽ giấu cái mặt phẳng làm việc này giống như hồi nãy, chúng ta click chuột phải và chúng ta chọn Visibility, tắt cái mặt phẳng làm việc đó. Vậy thì với những cái thao tác vừa rồi thì chúng ta đã tạo ra được cái đối tượng của chúng ta, cái đối tượng 3D đó rất là dễ dàng. Thì qua cái lệnh này thì chúng ta, quý vị và các bạn đã bắt đầu làm quen với, cũng đã bắt đầu quen thuộc với những chúng ta từ cái công đoạn vẽ phác thảo cho đến chúng ta dựng cái đối tượng 3D. Chúng ta thấy rằng nó có nhiều cái tính năng dễ dàng để cho chúng ta làm cái mirror picture đó.
chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta thể hiện cái khối như vậy thì chúng ta cũng có thể thể hiện cái khối bằng những cái vật liệu mà chúng ta mong muốn. Ở đây thì inventor cho chúng ta thấy ở bên tay góc tay phải phía trên, quý vị thấy nè, ở đây chúng ta thấy cái dòng chữ là add material. Ở góc phải phía trên cùng của màn hình đó, chúng ta có cái mũi tên chạy xuống, chúng ta click cái mũi tên chạy xuống đó, và chúng ta thấy là có một danh sách, chúng ta rê chuột, chúng ta thấy một danh sách các cái vật liệu thể hiện ở đây. Nhưng mà quý vị lưu ý, đây là những cái thể hiện cái mà về nói về màu của cái khối vật liệu, cái đối tượng mà chúng ta vẽ ra. Ví dụ như sau này chúng ta dựng cái đối tượng xong, chúng ta dựng một cái chai hay là một cái ghế nhựa, thì chúng ta có thể chọn cái vật liệu là nhựa hay là cái gì đó mà chúng ta muốn cách thể hiện. Còn lát nữa quý vị sẽ thấy rằng chúng ta có thể chọn đúng cái vật liệu mà chúng ta mong muốn. Ví dụ chúng ta thiết kế một cái ghế bằng nhựa hay là một cái khay cắm mút bằng nhựa, chúng ta chọn đúng vật liệu đó, chúng ta biết rằng cái vật liệu, cái khối, cái chi tiết chúng ta tạo ra khối lượng là bao nhiêu, thể tích là bao nhiêu, vân vân các kiểu. Thì quý vị có thể chọn ở đây, chúng ta chọn một cái vật liệu nào đó. Trong trường hợp tôi rê xuống phía dưới, tôi chọn một cái vật liệu nào đó. Hay là tôi lại chọn một cái vật liệu khác. Tôi chọn một cái vật liệu nào mà chúng ta cảm thấy là chúng ta thích nhất. Quý vị cứ bấm chuột lên phía trên đó, quý vị có thể chọn được cái vật liệu mà chúng ta mong muốn. Thế thì đối với lại cái đối tượng của chúng ta vừa tạo ra như vậy, thì đó là cái cách thể hiện của đối tượng. Đó, trên phần vừa rồi thì quý vị và các bạn thấy rằng chúng ta có thể tạo được một cái đối tượng 3D rất là dễ dàng. Tôi cũng mới vừa trình bày sơ qua với quý vị và các bạn các cái cách để chúng ta thể hiện vật liệu. Thì trong phần sau chúng ta sẽ nói chi tiết hơn về cái cách tạo các vật liệu đó và làm thế nào để cho thể hiện đối tượng một cách chính xác. Thì tôi hy vọng rằng quý vị và các bạn hài lòng với nội dung mà chúng ta cùng khám phá trong ngày hôm nay. Chúc quý vị có nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt. Bạn có tư duy về hình ảnh, bạn có ý tưởng, bạn yêu thích các mô hình, bạn chưa biết cách thể hiện nhưng lại có một chiếc máy tính. Đồ họa máy tính là một lĩnh vực công nghệ thông tin đang có sức hấp dẫn và phát triển mạnh mẽ, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công nghệ như thiết kế cơ khí, điện tử, kiến trúc, kể cả điện ảnh và giải trí. Mô hình hóa mọi vật thể thông qua máy tính là con người thay đổi mãi mãi cách sống và làm việc. Để học hỏi và trở thành một chuyên viên trong lĩnh vực đồ họa, mời quý vị khán giả và các bạn trẻ đón xem chương trình Đồ họa máy tính được phát sóng hàng đêm trên kênh HTV2 của Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.